các thông số cơ bản của CPU. 1. Số nhân. Số nhân là số lượng đơn vị xử lý độc lập nằm bên trong CPU. Mỗi nhân hoạt động gần như một CPU thu nhỏ, có thể thực hiện các tác vụ tính toán và xử lý dữ liệu riêng biệt một cách độc lập. Càng nhiều nhân, CPU càng mạnh, do có khả năng xử lý song song nhiều tác vụ, giúp máy tính xử lý tác vụ nặng và đa nhiệm tốt hơn. Hãy hình dung, một con ngựa kéo xe là một nhân CPU. Hai con ngựa kéo cùng chiếc xe thì nhanh hơn một con ngựa kéo. Trường hợp có 4 ngựa kéo, 4 nhân, nhưng xe chỉ hỗ trợ tối đa 2 ngựa, thì cũng chỉ 2 con kéo, nên hiệu quả kéo chiếc xe đó vẫn như 2 nhân. Khi 2 con ngựa còn thừa được bố trí để kéo các xe khác, điều này chính là đa nhiệm. Nhờ khả năng này, hệ thống có thể chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, ví dụ vừa nghe nhạc, vừa duyệt web, giúp tận dụng tối đa sức mạnh của CPU 4 nhân, vượt trội hơn hẳn so với CPU 2 nhân. Một số vi xử lý nổi bật, Exynos V1000 với 5 nhân, Apple A18 Pro 6 nhân, Snapdragon 8 Eli Zen 4 8 nhân, Intel Core Ultra 9285HX 24 nhân, Intel Core i5-12400F 6 nhân, AMD Ryzen 9950X 3D 16 nhân và Intel Core i9-14900K 24 nhân.